Chào mừng các em đến với kênh thầy Lim. Trong bài giảng hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em môn khoa học lớp 4 bài số 9. Trong lúc xem bài giảng của thầy Lim, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Lim để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay, bài khoa học lớp 4 bài số 9 sử dụng hợp lý các chất béo và muối ăn nhé. Giờ trước hết mình sẽ có hai câu hỏi. Khi chế biến các món rán, chiên hay xào, gia đình bạn thường sử dụng dầu thực vật hay là mỡ động vật? Câu thứ hai. Tại sao cần phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật và chất béo có nguồn gốc thực vật nhé? Như vậy để trước khi trả lời câu hỏi mình sẽ xem các hình. Hình ở đây mình thấy là một cô gái đang chiên rán con cá, ăn chiên cá nè, đúng không? Đây là món chiên. Đây là đậu phộng rang, đúng không? Đây là chai dầu thực vật. Giờ người ta hỏi mình là khi chế biến cái món rán hay còn gọi là chiên hay là món xào, gia đình bạn thường sử dụng dầu thực vật hay dầu hay là mỡ động vật? Giờ mình trả lời nha. Trước hết là thầy sẽ gợi ý cho các em cách trả lời nha. Hàng ngày em quan sát bố mẹ em nấu ăn ở nhà thì thường các món chiên hay còn gọi là món rán, món xào thì bố mẹ em thường sử dụng dầu ăn hay là mỡ động vật, đúng không? Đây là chai dầu ăn nè. Khi được ăn những món chiên hay còn gọi là rán, xào bằng mỡ hay dầu ăn thì em thấy cảm thấy món ăn đó như thế này? Giờ thầy trả lời có hai câu hỏi trên nhé. Trả lời: khi chế biến các món chiên, rán, gia đình bạn thường sử dụng dầu thực vật như là dầu đậu nành. Giờ mình trả lời như thế này nhé. Khi chế biến các món chiên rán, gia đình mình thường sử dụng dầu thực vật như là dầu đậu nành, dầu hạt điều, không ạ? Còn khi xào thì sử dụng mỡ động vật nhé. Tiếp theo là câu hỏi thứ hai, người ta hỏi là tại sao cần ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật và chất béo có nguồn gốc thực vật? Bây giờ người ta hỏi mình tại sao phải ăn phối hợp thì mình trả lời nhé. Vì trong chất béo động vật có chứa axit béo no khó tiêu, axit béo no khó tiêu. Trong chất béo thực vật thì chứa nhiều axit béo không no dễ tiêu hơn, đúng không? Vậy ta nên ăn phối hợp chúng để đảm bảo đủ các dinh dưỡng và tránh được các bệnh về tim mạch, đúng không? Giờ như vậy ở đây mình trả lời là vì các chất béo động vật chứa axit béo no khó tiêu, trong khi mà trong đó chất béo thực vật thì có chứa nhiều axit béo không no dễ tiêu hơn, vậy nên ta ăn phối hợp để đảm bảo đủ dinh dưỡng và tránh được bệnh về tim mạch, đúng không? Chất béo động vật thì có nhiều chất hơn nhưng mà nó khó tiêu, đúng không? Tiếp theo nội dung của bài học. Cần ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật và chất béo có nguồn gốc thực vật để đảm bảo cung cấp đủ các loại chất béo cho cơ thể. Nếu ăn ít thức ăn chứa nhiều chất béo động vật để mình nên ăn ít thôi nha. Nên ăn ít thức ăn chứa nhiều chất béo động vật để phòng tránh các bệnh và huyết áp cao và tim mạch. Như vậy là nếu mình ăn nhiều chất béo mà động vật thì mình rất dễ bị cao huyết áp và tim mạch nha. Ăn ít thôi để tránh các bệnh này. Giờ tiếp theo. Tiếp theo là hai câu hỏi tại sao chúng ta không nên ăn mặn. Như vậy có nghĩa là và tại sao chúng ta nên sử dụng muối ăn. Giờ trước khi trả lời hai câu hỏi này thì mình sẽ xem hình. Đây là người ta đang nấu ăn, người ta sẽ nêm muối, bột ngọt này kia, đúng không? Ở đây là muối iốt, có nghĩa là muối bình thường người ta bổ sung thêm iốt vào một lượng vừa đủ nhu cầu của mọi người. Và đây là bột canh và người ta cũng cho thêm iốt vô nhé. Giờ như vậy giờ trước khi trả lời thầy sẽ gợi ý trước nhé. Gợi ý là tại sao chúng ta không nên mặn. Ăn mặn sẽ gây những bệnh căn bệnh gì thì mình trả lời vậy đó. Giờ sau phần gợi ý là mình sẽ tới phần trả lời. Thầy trả lời hai câu hỏi trên nhé. Như vậy là tại sao không nên ăn mặn? Vì ăn mặn dễ bị cao huyết áp, đúng không? Hẳn phải làm việc phải hoạt động nhiều hơn để lọc, vì thế chúng ta không nên ăn mặn, đúng không? Ăn mặn nhiều quá một thời gian sẽ bị suy thận và cao huyết áp nhé. Iốt tuy nhu cầu cơ thể rất nhỏ nhé,
nhưng mà thiếu yếu iốt sẽ gây ra kém phát triển về thể lực và trí tuệ. Vì mình ăn cái muối iốt mình sẽ tránh được bú cổ, thiếu muối iốt sẽ dễ bị bệnh bú cổ. Mình ăn muối iốt để phát triển cả về thể lực và về trí lực luôn. Vì thế ta nên sử dụng muối iốt để bổ sung iốt hàng ngày nhé. Giờ như vậy là mình trả lời như vậy nhé. Ăn mặn thì sẽ dễ bị cao huyết áp, không phải làm việc hoạt động nhiều để lọc, vì thế chúng ta không nên ăn mặn, đúng không? Iốt mỗi người chỉ cần một lượng rất nhỏ nhưng mà thiếu thì sẽ gây ra bệnh bú cổ và làm cho thể lực và trí lực kém phát triển, đúng không? Nên mình bổ sung đi cho thể lực và trí lực của mình phát triển đầy đủ nhé. Giờ như vậy mình xong hai câu hỏi, mình trả lời xong hai câu hỏi, mình sẽ tiếp phần nội dung. Cơ thể chỉ cần một lượng iốt rất nhỏ, nhưng mà nếu thiếu iốt, cơ thể sẽ kém phát triển cả về thể lực và trí lực. Vì vậy nên dùng muối có bổ sung iốt nhé. Càng hạn chế ăn mặn để tránh bị cao huyết áp nhé. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay nhé. Vì là thầy vừa hướng dẫn các em môn khoa học lớp 4 bài số 9. Nếu các em thấy thầy giảng gì thì bấm khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút bấm đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Linh nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.